Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, U23 Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2024. Chiến thắng trước U23 đảo Guam không khiến cho giới chuyên môn bất ngờ bởi đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn. Điều khiến dư luận chú ý chính là lựa chọn của ông Philip Drouzé và màn trình diễn của những cầu thủ được vào sân thi đấu. Việc U23 Việt Nam không thể thắng được U23 đảo Guam với tỷ số đậm hơn, nhất là ở trong hiệp 1, một phần cũng xuất phát từ cách sắp xếp nhân sự của huấn luyện viên Philippe Drouet. Có thể là chiến lược gia người Pháp muốn thử nghiệm sự tươi mới ở hàng tiền vệ khi mà sử dụng Thái Sơn và Minh Khoa. Cũng một phần sau quãng thời gian thi đấu khá dài ở tại các câu lạc bộ, các cầu thủ chưa thể ăn khớp được với nhau, từ đó lối chơi của U23 Việt Nam trở nên rời rạc. Tuy nhiên, nhìn vào cách vận hành của U23 Việt Nam từ Doha Cup cho đến SEA Games cho đến trận gặp U23 đảo Guam cách đây không lâu thì đội quân của huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn thiếu đi một tiền vệ sáng tạo có khả năng dẫn dắt lối chơi kiểu như là Hoàng Đức hay là Tuấn Anh trên đội tuyển Việt Nam. Hiện tại trong đội hình của U23 Việt Nam, những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Nam có thể làm được điều tương tự Vậy hãy xem ở trận gặp U23 Yemen tới đây, huấn luyện viên Philip Druze sẽ có những sự điều chỉnh nào, liệu rằng nó có đem lại sự tươi mới hay không? Và liệu rằng sự xuất hiện của những tiền vệ có thiên hướng tấn công nơi tuyến giữa có giúp cho hàng công của U23 Việt Nam có nhiều đất diễn hơn hay không? Rất nhiều lần giới chuyên môn so sánh giữa ông Philip Druze và người tiền nhiệm Park Hang-seo. Vẫn biết rằng mọi so sánh đều là khập khiếng, nhưng thực tế có quá nhiều khác biệt giữa đội tuyển ở hai giai đoạn. Ông Park Hang-seo đến Việt Nam theo cách ví von của cố chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng là thành tích đội tuyển đã chạm đáy, thành tích không thể thấp hơn, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển cũng không còn cao như trước và điều đó khiến cho áp lực giành thành tích dành cho huấn luyện viên trưởng là không quá lớn. Đội tuyển cũng không còn là tâm điểm của sự chú ý, chứng tỏ chỉ số lòng tin bị giảm sút nhưng ngược lại nó cũng giúp cho người trong cuộc thoải mái hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng giờ thì khác Thương hiệu đội tuyển đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Từ chỗ chạm đáy, người hâm mộ giờ đã quen với chiến thắng và danh hiệu. Những so sánh, những thất vọng sẽ đến khi mà đội tuyển thi đấu chưa tốt hay là có thành tích không được như mong muốn. Huấn luyện viên Philippe Troussier đến khi mà thầy Park đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tiếp nối ánh hào quang và thành công ở cấp độ cao là nhiệm vụ không hề đơn giản với nhà cầm quân người Pháp. Áp lực nhắm đến ông là vô cùng lớn. Nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, ông Philippe Troussier phải đối diện với hoàn cảnh hiện tại nhưng chắc chắn một điều là ông biết những gì đang và có xu hướng phải giải bài toán vừa gần vừa xa, vừa xác định tầm nhìn dài hạn, xong lại phải biết cách làm hài lòng dư luận. Không dễ để có một lời giải cho nhiều bài toán cùng một lúc, nhưng dù thế nào thì nhà cầm quân người Pháp cũng phải tính đến lộ trình mà mình đã cam kết thực hiện. Thắng lợi 6-0 trước U23 đảo Guam có thể tạm coi là khởi đầu suôn sẻ ở vòng loại U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Philip Drouzier đã bỏ nhiều cơ hội ăn bản cũng như là xử lý lúng túng ở những pha bóng quyết định. Dù khẳng định hài lòng với sự nỗ lực của các cầu thủ, nhưng huấn luyện viên Philip Drouzier cũng đã đánh giá những nhược điểm của U23 Việt Nam và nhờ vậy phải tìm được phương án khắc phục. Trận đấu ngày mai, ngày 9 tháng 9, người hâm mộ sẽ được thấy thầy trò huấn luyện viên Philip Troussier sửa chữa những khuyết điểm trong trận mở màn gặp U23 đảo Guam như thế nào khi mà chạm trán với đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U23 Yemen. Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng giữ mạch bất bại trước các đối thủ đến từ Tây Á, đặc biệt là dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Hồi năm 2018, thầy trò vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã khiến cho cả châu Á phải bất ngờ khi tiến một mạch vào trận chung kết. Trong suốt hành trình lịch sử của giải đấu này, U23 Việt Nam đã chạm trán không ít đối thủ Tây Á như là Syria, Iraq, Qatar và giành được nhiều kết quả lạc quan. Sau giải đấu đó, U23 Việt Nam còn đối mặt với một số đại diện của Tây Á khác như là UAE, Jordan, Iraq và tất cả đều bất bại. Chỉ đến khi đối đầu với Ả Rập Xê Út vào năm 2022 thì chuỗi thành tích mới tạm ngắt quãng với tỷ số không quá cách biệt là 0-2.